viên tư vấn viên của Viettel Bà Rịa Vũng Tàu, trong thời gian vừa qua đều có kết quả điều hành KPI nằm trong những tỉnh tốt nhất trên toàn quốc. Và ban giám đốc Viettel Bà Rịa Vũng Tàu xác định lực lượng đại diện cho Viettel tiếp xúc với khách hàng không phải là ban giám đốc chi nhánh, không phải là ban giám đốc Viettel các huyện thành phố, mà chính là lực lượng tư vấn viên hàng ngày hàng giờ vẫn len lỏi trên từng con đường, trên từng góc phố, tiếp xúc với các hộ gia đình để đưa hình ảnh sản phẩm của Viettel đến với khách hàng. Và ngày hôm nay xin được kính mời các đồng chí chúng ta cùng làm quen với một tư vấn viên xuất sắc của Viettel và Điện Vũng Tàu, đó chính là đồng chí Bùi Thị Huyền Trâm, để xem trước khi đến với khách hàng, Bùi Thị Huyền Trâm chuẩn bị những gì để đến thu thập cơ sở dữ liệu hộ gia đình cũng như bán thêm các sản phẩm dịch vụ Viettel đến khách hàng nhé. Chào em đang làm cái gì đấy? Vâng, chào chị, em đang chuẩn bị một số công cụ cần thiết để đến nhà khách hàng theo lịch đã hẹn chị ạ. Chị thấy trên bàn có hồn và rẻ lau, những dụng cụ này em dùng để làm gì? Vâng, để em đến nhìn vệ sinh model cho khách hàng, để gây ấn tượng và tạo lòng tin khách hàng. Một khi khách hàng đã tin tưởng thì em sẽ dễ dàng nắm những dịch vụ của Viettel hơn chị ạ. Chị cảm ơn em. Kính thưa các đồng chí vừa làm quen với tư vấn viên Bùi Thị Huyền Trâm của Viettel Bà Rịa Vũng Tàu. Và bây giờ xin được kính mời tất cả các đồng chí, chúng ta cùng theo chân Bùi Thị Huyền Trâm để đến tiếp xúc với một khách hàng để xem tư vấn viên của Viettel Bà Rịa Vũng Tàu thu thập cơ sở dữ liệu hộ gia đình và bán thêm các dịch vụ như thế nào nhé. Có gì không cháu? Vâng, cháu là trong nhân viên chăm sóc của Viettel ấy. Hôm qua cháu đã gọi và cũng hẹn hôm nay tới đấy ạ. Ừ, vào đây cháu. Vâng ạ. Ngồi đi cháu. Dạ chú ơi, hôm nay cháu đến để cảm ơn gia đình mình đã sử dụng internet và truyền hình số của Viettel ấy. Mà không biết là một tháng qua chú sử dụng dịch vụ có ổn định không ạ? Đấy, cháu nói này chú ơi, hồi mới lắp á thì xem nó ổn định, nhưng mà không hiểu biết sao mấy bữa nay á là xem nó cứ chập chờn chập chờn này cháu. Vâng, chú chỉ vị trí modem cho cháu nhé. Cháu đây cháu, cái modem chú đặt ở đây này. Ôi, modem nhà mình mới sử dụng mà bán bụng quá chứ nhỉ. Nhà thì gần đường, cái thứ hai là nhà chú Vũ ở bên này chú đang xây nhà, là chắc nó bán bụi vậy á. Vâng. Chú ơi, mai mốt ấy, chú để modem ấy cách xa nhau như thế này nhá. À, đây đây đây. Cái gì để chú để lên đây nào. Vâng. Như vậy chú đừng có đặt cái modem trên cái setup box như thế này, sẽ gây nóng và sẽ gây chập chờn mạng chú nhá. À, vậy hả? Vâng ạ. À. Mà cháu này, vâng, cái việc này là chú thấy của bên chỗ kỹ thuật chứ sao mà nữ của cháu lại cũng làm được ạ? À? Và cháu thấy việc này là đơn giản, là với việc làm cháu làm hàng ngày cháu làm được thì cháu làm được ạ. À. Đấy. Không biết là nó còn chập chờn không đấy. Vâng. Rồi, ra bàn uống nước đi cháu. Chú ơi, hôm nay nhà mình đi đâu cả mà không ngủ chú ở nhà vậy ạ? Cô mày đang nấu cơm trong bếp ấy. Còn hai đứa thì chú thằng lớn thì đi học trên Sài Gòn đấy cháu. Còn em thì mấy nay học múa học máy suốt đấy. Chú nhìn trẻ thế là đã có con học đại học rồi chưa? Mày cứ nói vậy chứ. Chú năm nay 48 rồi, gần 50 cả rồi. Mà ngày xưa á, cô mày là dụ chú á, cô chú học cùng lớp. Ừ. À chú ơi, em thì mình thích múa máy với vậy, chắc là hay xem cách vở diễn trên iPad hoặc là laptop chứ nhỉ? À, không, nó xem thì máy điện thoại á, hôm thì máy điện thoại của nó, hôm thì máy điện thoại của mẹ nó. Còn nhà chú thì có mua cái máy tính sách tay cho thằng anh học trên Sài Gòn thôi. Ừ. Cháu thấy chú đăng ký số điện thoại thì theo cũng được trên đường truyền internet khách quan ấy. Ừ. Chắc là cả nhà mình đều số điện theo hết hả chú? À, điện thoại hả? Viettel thì mình chú sử dụng Viettel thôi. Còn cô mày với hai đứa là chú thấy là cả Viettel, cả Huawei gì đấy. Vì khuyến mãi là gọi rồi chứ chú cũng không chú ý. Thế thì một tháng cũng nhiều tiền làm cả không chú nhỉ? Một tháng hả? Một tháng thì chú thấy cô mày cũng hết cả triệu. Mà cứ mỗi lần là cũng nộp tiền là cũng cứ cằn nhằn chú ấy. Thế thì tốn quá chứ ạ. Ừ. Bên cháu có một ưu đãi rất đặc biệt dành cho mọi gia đình. À. Chỉ đặc biệt khi chú sử dụng internet quốc gia bên cháu thì có thể nhận ưu đãi này thôi. À. Vâng, đấy là gói hộ gia đình
đình. Vâng, và gói hộ gia đình này thì như nhà mình có 4 người. Ừ. Và mình sẽ gọt lại đó là 40.000 đồng mình sẽ gọt phí cho nhau trong một tháng chứ ạ. À, 40.000 đồng hả? À. Thế là chỉ được có 4 số thôi hả cháu? Vâng, được tối đa 6 số chứ ạ. À. Vâng, 6 số điện thoại thì chỉ mất tối đa là 60.000 thôi chứ ạ. À. Chứ không đâu nha chú nhá. Còn tặng cho chú xem dịch vụ xếp nét 6 tháng luôn ạ. Xếp nét là cái gì hả cháu? Dạ, xếp nét là dịch vụ Internet sạch, chỉ duy nhất có Viettel mới có thôi ạ. À, mỗi tháng là 10.000 đồng, tức như là chú đã được đã 60.000 này. Tặng thêm cho chú một ghi data chú sử dụng và chia sẻ cho cả gia đình mình nè. Báo sẽ tin á. À vậy à. Vâng. Thế thì tức là chú lại phải đăng hàng đăng ký hả cháu? Vâng, cháu sẽ đăng ký tại đây cho chú luôn ạ. À. Bây giờ cháu đăng ký cho chú nhé. À. Chú lại cháu gửi chú chú vui lòng ghi thông tin đầy đủ cho cháu nhé. À, số điện thoại Viettel và số điện thoại ngoại mạng luôn. Mai mốt này sau này cháu không gọi số này, cháu gọi số khác ạ. Rồi. Cháu gửi cho chú. Rồi uống nước đi cháu. À rồi. Thế thông tin thì gồm sống là ghi thì thông tin nhiều thế này à, chi tiết kìa, cá tuổi tác và số điện thoại của cả nhà như là cháu. Vâng vâng, hộ gia đình chú ạ. À. Vâng, đây là gói hộ gia đình sẽ thông tin chi tiết đầy đủ như vậy chú nhé. À. À, cháu chú. Mẹ Lan ơi. Tôi đây. Có chú gì không? Mẹ mày ra đọc cho anh mấy số điện thoại của mẹ mày với lại của mấy đứa, số mobile Nina gì á. Thế ông lấy số điện thoại của tôi để làm gì? Để cho cháu cô. Chào cháu. À, đọc mấy số điện thoại thì bố ghi vào đây để cô Việt theo cô gộp nhóm MC hiện chiếc gì đấy. Để mà gọi điện thoại Việt theo cho nó trẻ tiền. Ông lấy điện thoại của tôi đây, ông lấy số nào thì lấy. Nào, cô xem nào. À, đây ông số của thằng đây số thằng Nam này. Nam rồi có số của Linh đâu đây số của Linh đây ông à rồi Linh nhà mình gồm nhóm 6 người thì chỉ có mất có 60.000 một tháng thôi cô ạ, mà được gọi miễn phí cho nhau trong vòng một tháng ấy. À miễn phí hả cháu ơi. Đấy nhắc cái tiền tôi mới nhớ, thế ông đi chuyển tiền cho thằng Nam chưa, nó nhắc tôi từ sáng đến giờ đi ông. Mẹ mày chả nhớ thì hôm nay là thứ bảy, ngân hàng không làm việc đâu. Thôi, để đến thứ hai thì anh đi làm tiện, anh ghé qua ngân hàng anh chuyển tiền cho con được. Ô, cô chú cần chuyển tiền ạ? Ừ. Bên cháu có dịch vụ mới mà không cần phải ra ngân hàng, chuyển tiền là em nhận được ngay luôn ạ. À, vâng. Vậy hả? Thế việc theo thì có liên quan gì đến ngân hàng mà lại cả chuyển tiền thì biết hả cháu? Vâng, việc theo có một dịch vụ mới gọi là ngân hàng số công nghiệp Việt, gọi tắt gọi là ngân hàng điện thoại di động chú ạ. À, vậy hả? Viettel đã liên kết với lại bên ngân hàng, bên công ty điện công ty nước và sẽ cho ra một dịch vụ di động gọi là Viettel Bay. Đây có gửi cho cô chú ạ. Đây là tờ rơi ạ. À, Viettel mà bây giờ lắm dịch vụ cũng nhỉ? Vâng, đúng rồi, chú có thể thanh toán tiền điện, tiền nước luôn ạ. À, cả cả gia đình của cô chú nhé. Này cháu, cái Viettel Bay, cái Bay Viettel này nó có an toàn không hả cháu? Dạ, rất là an toàn chú ạ. Khi mà chú sử dụng dịch vụ Viettel Bay này, chú sẽ qua hai lớp bảo mật. Thứ nhất là mật khẩu chỉ mình chú biết, và thứ hai là sẽ được mã xác nhận về sau mỗi lần chú đăng nhập. Với cả rất an toàn hơn những ngân hàng của chú ạ. Vậy thì ông làm luôn đi, nhân tiện cô ở đây có làm luôn cho ông. Mẹ thì thấy chưa gì thế hay. Anh là thấy là tivi báo chí là nói là chuyển tiền cũng có nhầm nhiếp nhưng mà chú ơi, chú yên tâm nhé, sau mỗi lần mình chuyển tiền hay mình thanh toán thì điện nước đều có tin nhắn gửi về cho mình ngay lập tức luôn. Ừ. À, anh cô chú đã thanh toán thì điện nước chưa nhỉ? Ừ, chưa cháu ạ. Đấy, đi làm từ sáng đến tối mà điện nước thì thu giờ hành chính. À, cô vẫn chưa thanh toán được. À, vậy cô cho cháu mỗi cái thông giấy thông báo tiền điện thì nước nhà mình nhé. Chú ơi, à, vậy bây giờ cháu xin phép sẽ tải về cho chú cái ứng dụng này và cháu sẽ thao tác thanh toán tiền nước cho mình luôn. Thế thì việc theo này nãy là ngân hàng xong rồi giờ lại điện nước nữa. Ừ, đúng rồi. Tất anh bán cho nó điện nước mà chú phải cắt thì sao? Dạ không, an toàn 100% chú nhé. Vì khi mà chú thanh toán xong sẽ có tin nhắn gửi về ngay cho cháu. Chào cô một tí nhá. Ừ, thì mẹ mày lấy cho nó xem đây máy của chú đây, mày xem mày cài chú. Không thì mày sang bên đây mày cài chỉ cho chú xem nào. Dịch vụ Viettel Pay cho chú ạ. À, chú xem nào. Vâng, chú vào đây nhé. Rồi. Đây, chuyển tiền.
nhận tiền thanh toán tiền điện tiền nước ạ. Đây giấy báo tiền điện tiền nước nhà cô đây cháu này. Vâng, em sẽ cháu xem thông tin báo cho cô đi. Vâng. Chú ơi, nhà mình tiền điện tiền nước hơn 800 đấy, cháu sẽ bán cho chú 1 triệu. Rồi cháu sẽ thao tác chị cho chú luôn. Sau chú cứ như vậy chú thanh toán tiền điện nước không cần nhé. Đấy, mẹ Lan bây giờ cũng tiện đấy, quái thì nó đúng tiền đấy. Vâng, xong rồi ạ. Đấy chú ơi, xong rồi. Có trẻ tin nhắn về chú hôm này. Chú em tao nhé. Chú ơi, cháu thấy mình có phải ứng dụng mang tiền theo rồi này. Sim cũng sim 4G rồi đấy ạ. Vâng. Hôm đầu tuần đó, ngoài xóm á, cái đội bán hàng thì của Viettel của cháu á cũng làm đấy, con em về là lôi cả bố hai đứa con ra đấy. Mấy cái cô cũng đổi sim 4G để cài Viettel Mai gì đấy, là có khuyến mãi ở trong đấy, các chương trình khuyến mãi. Thế là con em về nó cũng chỉ chú làm đó, vừa làm cái khuyến mãi vừa rồi á. Để tiện đây cháu lại tải chú thêm một ứng dụng nữa rất tiện lợi, đấy là xem truyền hình trên điện thoại di động chú nhá. Thì chú có TV rồi, còn xem truyền hình trên điện thoại di động cháu. Vâng đúng rồi cô ạ, xem truyền hình này trên điện thoại di động này thì chú có thể đi bất cứ mọi nơi chú có thể xem được, miễn là chú có vào mạng này hay đăng ký 4G là chú có thể xem nhé chú nhé. Tức hợp với Hàn Quốc, Hàn Quốc cho cô đi để thỉnh thoảng cô xem phim chứ không chú này dành chú vào chỗ này nhá. Thấy VTV, HTV, kinh cả kinh phim nước ngoài để chú nhé. Cô hãy cho cháu mượn cháu tại sao đây đây nhá. Mẹ mới thấy này. Có cả thao này, phim Hàn Quốc này, phim hài này, cũng rất nhiều phim lắm. Có cả kênh thời trang của tôi hôm này. Vâng cô ơi, xong rồi ạ cô. Vâng, cô cứ lướt xem nhá. Đấy. Tất cả các kênh cô nhé, rất là nhiều luôn ạ. Cảm ơn cháu. Được rồi cháu. Cô chú ơi, cũng muộn rồi, cháu xin phép cô chú, cháu về ạ. Mẹ Lan. Lúc nãy cháu có nạp tiền thì thanh toán tiền hết 1 triệu á, mẹ mày lấy tiền thì gửi cho cháu cho cháu về. Chào cô một tí nha cháu. Vâng ạ. Uống nước đi cháu. Vâng, cảm ơn chú ạ. Chú mời chú nhé. Dạ cháu xin phép cô chú cháu về ạ. Rồi, chào cháu. Chào cô chú ạ. Chào cháu nha. Chào nha. Siêu nhanh cho tất cả mọi người.